phát hiện đối tượng ngang nhiên giành giật đồ nghề của cảnh sát nhưng khiến chú công an bất lực đứng nhìn. Một đoạn clip ngắn được chia sẻ và viral trên mạng TikTok đã khiến cộng đồng mạng tương xỉu. Theo đó, khung cảnh dường như được quay lại tại một trụ sở làm việc của cảnh sát. Một đối tượng tuy chỉ mới lẫm chẫm biết đi nhưng đã ngang nhiên giành được cây gậy công vụ của cảnh sát và cầm chắc trong tay, khiến chú công an chỉ biết bất lực đứng nhìn. Thậm chí sau khi nhận thấy chú công an định đòi lại thì đối tượng này đã nhanh chân định tẩu thoát. Cái kết thì ai cũng biết rồi, đương nhiên là bị bắt lại và ăn ngay một cái thơm má đến từ vị trí anh chiến sĩ. Ai bảo em bé thì thè quá đi. Được biết anh chàng chiến sĩ này hiện đang theo học ngành chữa cháy và có view sùa cực phẩm lắm nha. Đoạn clip ngắn nhưng đã thu hút nhiều người và để lại những bình luận như sau: 1 phần cưng chiều, 9 phần bất lực. Đang đi trực mà tự nhiên lại bắt trông trẻ luôn á. Em bé chắc đang nghĩ cháu mượn xíu hoi, đòi hoài vậy. Bất ngờ chưa ông già, hello ông già. Bạn nghĩ sao về khoảnh khắc đáng yêu này của anh chiến sĩ? Cùng comment chia sẻ cho Tám TV cũng như ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe mỗi ngày để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị bạn nhé.